Trong bất cứ một mối quan hệ nào, xích mích okay. hay là có một chút hiểu nhầm thì đôi khi sau đó nó chỉ ngọt ngào hơn thôi. Chị không thích. Chưa gì ra nơi mình thấy cái tóc trước nó làm thế này, làm thế này. Làm mình chưa ra nơi, nó giới thiệu ca sĩ đàn anh, đàn chị. Lúc này đã đang bắt tay anh Nhân này nè. Còn khi bắt tay Phương Anh là tại biết sao không? Thì bây giờ phải giải thích nữa. Tại vì là Phương Anh nam tính quá. Đúng, cho nên là Xu phải nữ tính lại. Xu nói sao vậy Xu? Xu không cần phải giả nữ tính, Xu vẫn nữ tính mà. Rồi, mặt thầy ẩn danh luôn anh. Loại liền. Không được lộ thân phận. Đứa nào chơi với chị biết tính cách của chị rồi đó chị. Và nó nói là chị không phải là chị không phải nha, phải tin chị. Em cảm thấy hơi em thấy chị Yến hơi líu lưỡi một tí. Có bao nhiêu ô vuông trắng và đen? Mr. T 64 ô. Anh không chỉ em, anh không chỉ tội đội mình. Nè. Mà sao? Sao lúc đó không hỏi? Theo truyện cổ tích dân gian, chú Cuội và chị Hằng gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Chú Cuội đi chơi trăng. Chú Cuội đi chơi trăng. Tình rằng là chú Cuội. Sai bét. Gặp nhau ở cảnh 1. Cảnh 1 là cảnh nào? Sai luôn. Em đã rõ và em đã chốt người đó ngay từ lúc đầu. Chắc chắn bây giờ sau cái dữ liệu này nè, cái người mà em tin chắc 70% đã lỡ lên tới 90%. Nếu như chỉ có Phương Anh nói mà thôi thì có thể tất cả đội em đang bị Phương Anh đánh lạc hướng. Có thể chính là cô ấy thì sao? Nên là em phải chia sẻ với chị cái dữ kiện đầu tiên, trong đó là cái gì chứ không phải là bọn em suy luận ra cái gì. Và để xem ai là người nhận được nhiều sự bình chọn nhất, chúng tôi sẽ vén bức màn sự thật ngay bây giờ. Xin mời mọi người bình chọn.